Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Relab. Và hiện tại trên tay mình đây đang là chiếc Xiaomi Mi 10, một cái chiếc máy mà được rất là nhiều anh em quan tâm. Và mình cũng có đọc cái comment về chiếc Mi 10 Pro mà mình đã làm, thì các bạn nói rằng là con Mi 10 này có khi còn ngon hơn cả con Mi 10 Pro. Vậy thì thực tế thế nào, thì ngay bây giờ hãy cùng mình trên tay chiếc Mi 10 5G này để xem rằng là nó ngon ở điểm nào. Và chắc chắn rằng là mình sẽ có khen chê tất cả các thứ rất là rõ ràng. Vậy nên là anh em hãy nhớ là đồng hành cùng mình từ bây giờ cho đến hết video nhá. Bắt đầu thôi. Trước tiên thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với cả phần khen trước đi. Bởi vì dẫu sao thì những cái cảm xúc tích cực của mình thì mình vẫn thấy rằng là phần nhiều ở trên chiếc Mi 10 này. Thì phần khen đầu tiên có lẽ là về phần giá bán. Khi mà đối với cả một cái chiếc máy mà chạy được con Snapdragon 865 mới nhất, mạnh nhất, đi kèm với đó, đó là tận 8GB RAM, thì chúng ta chỉ cần phải bỏ ra một cái số tiền chưa đến 14 triệu đồng. Vâng, và đây là một cái mức giá khá là ấn tượng. Và nếu như mà anh em muốn biết chi tiết hơn về cái sản phẩm này, về cái mức giá như thế, thì có thể là tham khảo tại XT Mobile. Phần link mình đã để ngay ở cái phần mô tả bên dưới. Tiếp theo thì hãy cùng mình đi tìm hiểu thêm những cái điểm khen khác. Thì cái điểm khen thứ hai có lẽ là mình phải khen về cái tổng thể thiết kế của chiếc Mi 10 5G này. Vì dẫu sao là các bạn thấy đây này, chúng ta vẫn sẽ có là bốn viền trên dưới trái phải, nó vẫn khá là mỏng đúng không nào. Rồi là màn hình 90Hz, thì vuốt chạm các thứ rất là mượt. Công nghệ OLED thì các bạn biết đấy, cái chất lượng hiển thị cho ra thì cũng không phải là quá tệ rồi. Và thêm vào nữa thì các bạn nhìn vào cái phần mặt lưng này, thì chúng ta cũng có một cái màu sắc mà cá nhân mình đánh giá rất là đẹp. Đó, nhìn dưới ánh sáng thì nó cũng tạo nên hiệu ứng khá gì và này nọ. Ngoài ra thì cái phần nốt ruồi được đặt ở phía bên trái. Ở mình thì mình thích ở giữa hơn, tuy nhiên thì nó khá là nhỏ xinh nên là đặt ở đây thì cũng không sao cả. Và anh em cũng có thể là hoàn toàn là tùy chỉnh lại cái phần này để trông cho nó hài hòa nhất. Vậy nên là đây nó cũng không phải là một cái gì đấy nó ảnh hưởng đến cái trải nghiệm chúng ta. Hơn nữa thì nếu như các bạn cần một con chip mà chơi game thật là ngon, thật là khủng, thì Snapdragon 865 hiện tại vẫn là một trong những cái sự lựa chọn ngon nhất. Vậy nên là vừa rồi thì là toàn thể những cái điểm đáng khen của chiếc Mi 10 5G này. Thế còn chê? Thì bình thường mình cũng không chê nhiều lắm đâu. Tuy nhiên thì bởi vì là mình cũng đã soi được khá là kỹ cái chiếc Mi 10 5G này, vậy nên là các bạn hãy sẵn sàng. Thì sau đây thì mình sẽ toàn bộ dành cái thời lượng tiếp theo để mà chê cái chiếc máy này. Chúng ta hãy cùng đến với cả cái điểm chê đầu tiên, đó chính là về cái phần khả năng hoàn thiện. Đối với cả Xiaomi thì mình đã kỳ vọng rất là nhiều ở cái việc đó là Mi 10 cũng như là Mi 10 Pro thì nó tăng giá hơn so với cả thế hệ Mi 9. Và mình nghĩ rằng là với cái việc tăng giá này thì họ sẽ có thể là làm tốt hơn về cái mặt hoàn thiện. Tuy nhiên thì như các bạn biết rằng là với những thông tin trước khi mà chiếc Mi 10 này về Việt Nam, và với thực tế mình cũng có được trải nghiệm từ sáng đến bây giờ, thì mình thấy rằng là cái mức độ hoàn thiện của chiếc Mi 10 này thật sự là nó không đạt được cái kỳ vọng của mình. Cái điểm đầu tiên các bạn có thể thấy rõ nhất đó là khi các bạn nhìn vào cái phần camera ở cái phần đằng trước này, thì mình thấy rằng là cái camera ở giữa hình như nó hơi có cái phần lệch lạc một chút. Tiếp theo nữa thì các bạn nhìn cái phần viền trái và viền phải nhá. Mặc dù là khi các bạn đổi góc đi thì có thể thấy rằng là cái sự khác biệt của chúng ta cũng không nhiều. Tuy nhiên thì nếu như mà xét ở vị trí mình là một reviewer thì mình hay soi kỹ một chút ý, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái phần viền ở bên trái này nó sẽ hình như là dày hơn một chút so với cả phần viền bên phải. Mình không biết rằng là có phải là đây là lỗi của những cái lô đầu hay không. Có lẽ là chúng ta sẽ cần xem xét trong những cái thời gian tiếp theo. Tuy nhiên thì đây cũng là một điểm đáng để lưu tâm. Ngoài ra về cái khả năng cầm nắm, thì khi các bạn cầm cái chiếc Mi 10 này trên tay thì sẽ cảm thấy rằng là hơi bị cấn một chút ở phần cạnh viền. Cái điểm này thì có lẽ là do cái phần file CNC ở đây này nó hơi thô một chút, và khi cầm vào thì các bạn sẽ cảm thấy rằng là hơi có một chút hiện tượng bị cấn nhẹ. Tất nhiên là đây cũng là một điểm mà có thể chấp nhận được, bởi vì là dẫu sao thì đây cũng không phải là một chiếc máy flagship đầu bảng như là của Samsung hay là của Apple. Vậy nên là họ hoàn thiện như thế này thì ghét đã khít rồi, và nó chỉ hơi cấn nhẹ một chút thôi. Tuy nhiên thì nếu như mà tính chi ly ra thì đây cũng là một điểm mà làm cho mình cảm thấy chưa hài lòng. Ngoài ra thì ở cái phần camera đằng sau này, cụm 4 camera nhá, thì anh em có thể thấy rằng là cái camera giữa của chúng ta này thì nó cũng gặp một cái hiện tượng giống như là cái camera trước. Đó là, đấy, cái phần tâm của chúng ta nó sẽ không đều lắm, nó hơi bị lệch một chút so với cả cái phần viền bên ngoài. Và cái phần mép của cái cụm camera này này thì mình cũng thấy rằng là Xiaomi hoàn thiện vẫn chưa thực sự tốt lắm, nó không thật sự là khớp với cả cái thân vỏ của chiếc máy này. Đó, còn nếu như mà cứ cầm kiểu là bình thường thôi thì cũng thấy rằng là đây là những cái điểm mà có thể là bỏ qua đôi chút. Tuy nhiên thì như các bạn thấy thì cái cụm camera của chúng ta này khá là dài, vậy nên là nếu như các bạn có một cái bàn tay to như mình như thế này thì khi mà cầm vào cái chiếc máy thì sẽ dễ là bị chạm vào cái camera ở đằng sau này. Và đó cũng là một cái điểm mà mình thấy rằng là vẫn chưa thật sự là hài lòng.
Ngoài ra thì về cái cách bố trí loa của Xiaomi ở trên cái chiếc Mi 10 này, mình thấy rằng là nó cũng không phải là một cái điểm gì hợp lý cho lắm, khi mà mặc dù là đây là một chiếc máy có loa kép và loa kép cũng khá là to. Ở đây các bạn thấy không, loa ở trên và loa ở dưới này. Thế nhưng mà nếu như các bạn cầm cái chiếc máy này chơi game ấy, các bạn cầm như thế này này, đấy, bình thường thì sẽ chơi game là cầm như thế này đúng không, để mà không chạm vào cụm cam thì bịt luôn hai loa vào. Các bạn thấy vô lý không? Nếu mà cầm ngược thì lại chạm vào camera. Và đó là một cái gì đấy mà mình thấy rằng là khá là vớ vẩn đối với cả chiếc Mi 10 này. Có lẽ là nếu như mà trong những phiên bản tiếp theo ấy thì Xiaomi nên làm tốt hơn ở cái điểm này. Tuy nhiên thì mình cũng phải nói luôn rằng là đây không phải là một cái gì chê quá là tiêu cực, mà nó chỉ là ảnh hưởng trực tiếp đến cái trải nghiệm của mình nên là mình chia sẻ thôi. Còn về tổng thể thì mình vẫn thấy rằng là chơi game con máy này khá là ngon. Và nói thêm một chút về hiệu năng đi, thì bọn mình cũng sẽ rất là nhanh chóng có cái video đánh giá chi tiết về hiệu năng của con chip Snapdragon 865. Và các bạn biết đấy, một cái vấn đề muôn thuở của những con chip ở trên Android đó chính là khi mà mới ra mắt thì nó chưa được tối ưu. Và con chip 865 này thì nó cũng không thể nào mà thoát khỏi được cái tình huống đấy. Thì khi các bạn vào cái phần cài đặt ấy thì cái mức max setting của chúng ta vẫn chưa có mặt ở trên con chip này. Cụ thể là đây, HDR thì chưa có FPS Extreme này. Đó, và có lẽ là mình sẽ phải để thêm một thời gian nữa khi mà con chip này thực sự là được tối ưu, khi mà nó có thể mở được max setting tất cả những cái tựa game của chúng ta thì mình có thể là đánh giá chi tiết được. Còn bây giờ thì mình vẫn chưa dám nói nhiều về cái phần hiệu năng. Tuy nhiên thì chê thế thôi nhở, mình cũng có một điểm mà cần phải khen cái chiếc Xiaomi Mi 10 5G này, đó chính là về cái camera của nó. Khi mà về cái sơ bộ, khi mà sáng nay mình có đi cà phê ấy, thì mình cũng đã chụp lại một vài bức hình. Và như các bạn nhìn thấy ở đây này, đó, màu sắc cho ra thì khá là ấn tượng luôn. Các cái background đằng sau, rồi là cái giải nhạy sáng khi mà mình có chụp ở tất cả các camera thì nó đều là ở cái mức tốt hết. Rồi là khi các bạn vào cái phần camera ấy, thì cái phần là chuyển qua chuyển lại giữa các chế độ này cũng rất là nhanh, cũng rất là mượt mà luôn. Đó, đây sẽ là một điểm rất là đáng khen khi mà Xiaomi đã làm cái phần mềm này tốt. Còn chi tiết như thế nào thì hẹn các bạn trong một cái video đánh giá chi tiết Xiaomi Mi 10 5G nha. Rồi thì tổng kết lại trong cái video ngày hôm nay thì về phần khen, có lẽ là chúng ta sẽ cần dành cái lời khen về tổng thể cái chiếc máy này. Khi mà với cái mức giá chưa đến 14 triệu đồng, chúng ta đã có được rất là nhiều thứ như là bộ nhớ UFS 3.0, như là con chip Snapdragon 865, như là màn hình AMOLED 90Hz rất là mượt mà. Đấy, thì đấy là những cái điểm đáng khen. Tuy nhiên thì cái điểm đáng chê nó nằm ở cái phần hoàn thiện, khi mà cái khả năng hoàn thiện của chiếc Mi 10 5G này nó vẫn rất là Xiaomi, với những cái đường rát nối ở chỗ camera, với cái phần viền của chúng ta cầm vẫn hơi cấn tay, thì thật sự mà nói thì đây vẫn không phải là khả năng hoàn thiện của một chiếc flagship. Tuy nhiên thì nói đi cũng phải nói lại, đối với cả chiếc Xiaomi Mi 10 5G này thì chỉ với một cái số tiền đó là dưới 14 triệu đồng các bạn bỏ ra thì chúng ta đã có được rất là nhiều những cái điểm ưu điểm. Và thậm chí là cái viên pin của chiếc máy này nó còn đạt dung lượng là 4780 mAh, cao hơn so với cả người anh em đó là Mi 10 Pro. Thì mình nghĩ rằng là đây vẫn sẽ là một cái deal rất là ngon, thậm chí là ngon hơn so với cả Mi 10 Pro. Mình nghĩ rằng là sẽ được định giá cao hơn chiếc Mi 10 này trong khoảng từ 2 đến 3 triệu. Và nếu như mà anh em đã muốn sở hữu cho mình luôn cái chiếc Mi 10 5G này thì cũng có thể là tham khảo tại XT Mobile nhá. Phần link mình sẽ để ngay ở cái phần mô tả bên dưới. Vừa rồi là những cái quan điểm của mình đối với cả chiếc máy này. Vậy thì các bạn nghĩ sao về cái chiếc Mi 10 5G này? Liệu rằng là nó có phải là một cái chiếc máy thật sự ngon ở trong tầm giá hay không? Hãy để lại ý kiến của mình ở ngay phần bên dưới comment. Và đừng quên rằng là để lại một like, một subscribe cũng như ấn nút chuông để theo dõi những cái video tiếp theo ở trên Relab. Bọn mình sẽ đánh giá chi tiết hơn về cái chiếc máy này cũng như là Mi 10 5G các thứ. Còn bây giờ thì cảm ơn rất nhiều vì các bạn đồng hành tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại.